Hello, chào anh em nha, rất vui được gặp lại anh em trên cái kênh YouTube của Đinh Nguyễn 3 số 7. Chào anh em nha, chúc sức khỏe anh em nha. Lời đầu tiên là gửi lời chúc sức khỏe tất cả anh em, có sức khỏe là có tất cả anh em ơi. Mình làm tới 3 kênh YouTube. Tại sao mình phải nói như vậy? Nói đây không phải quảng cáo hay gì anh em ơi. Nó cũng có nhiều cái vấn đề cho nên mình phải làm 3 kênh đó chứ không sung sướng gì đâu. Sẵn đây cũng nói với anh em, để anh em nói ông này sao mà ông làm gì sửa xe mà ông quay mấy cái coi không đá hay gì ha. Thì cái kênh chính của mình mà về cái kỹ thuật sửa máy là cái kênh Đinh Nguyễn 2 số 7 ha. Còn kênh Đinh Nguyễn 3 số 7 này nó là kênh tổng hợp, mong anh em thông cảm. Anh em nào muốn phát muốn xem phát trực tiếp, giao lưu trực tiếp với tôi thì hãy tối 2, 3, 2, 4, 6, tối thứ hai, thứ tư, thứ sáu thì anh em mình giao lưu trao đổi trên cái kênh Đinh Nguyễn 1 số 7 ha. Là tổng cộng là mình có 3 kênh YouTube anh em. Kệ thôi, lỡ theo luôn anh em ha. Rồi ok, thì ông nói dòng dài nữa thì cũng có rất là nhiều anh em đi cái dòng xe Sirius là một nè, quay đồ các thứ, nói chung là xài cái bóng đèn như vậy nè, adapter rồi đó, adapter 135 150, đề trước đó. Thì tôi nói với anh em nè, ở đây là chia sẻ không buôn bán gì hết xài được cái gì xài. Thì đây là cái dòng bóng đèn mà nó xài cho xe hơi Innova là cái thứ. Ở đây là người ta ghi cái thông số, anh em thấy không? Để mình lấy nét cho anh em thấy rõ nha. Đó, 12V 60-50W. Thông thường xe Honda mình là nó xài 35W ha. Thì tại sao tôi giới thiệu bóng đèn này cho anh em? Bóng đèn này không có rẻ đâu. Bóng đèn này nó cũng gần sắp xỉ 100.000 cái đó. Con đèn này mình đã trải nghiệm, mình đã đi lúc trước bằng xe Exeter 135, mình chưa có gắn đèn LED á. Mình đã đi nó, thứ nhất là nó rất là gươm, thứ hai là nó sáng hơn là cái bóng 135 nha anh em. 12-35W ha. Thì giới thiệu cho anh em mà xem, nếu anh em mà anh em ra tiệm phụ tùng nó không có bán loại này đâu anh em ơi nha. Đây nè, anh em nhìn kỹ nè, đây là cái chữ Hàn Quốc, nó để cái gì đây mà sao bóng đèn mà để cái hiệu bia ta. Đồ cho anh em thôi, trên này nó có cái chống hàng giả rồi đây, 12V H4 nhãn hiệu độc quyền, 12V 60-55W 88881 gì đây, ECE rồi bên này là nó có để nè, để mà mình nè, thấy không anh em, thấy cái biểu tượng xe hơi không, thấy không, sáng chói lo luôn á. Này xe Honda nữa này nha, đó anh em thấy không, trên này nó có ghi. Trời đất ơi là trời, sao không ghi tiếng em mà ghi chỉ tiếng Anh, tôi có biết gì tiếng Anh đâu. Ghi tiếng em đi nhân ông, để tôi gọi điện thoại hồi nào cho người ta chuyển qua, tôi ghi tiếng em đi. Ghi tiếng Anh, này là biểu tượng gì, code pha. Ở bên đây là nó ghi tiếng chữ Hàn Quốc phải không anh em? Phải chữ Hàn Quốc không? Anh em nào biết chữ Hàn Quốc đọc đi, điện thoại lấy nét bên đây dở thiệt chứ. Anh em xem nhiều ủng hộ mai mốt mua cái điện thoại mới, điện thoại gì đâu mà lấy nét bực bội à. Cái gì mà TVB đây làm như phim Hồng Kông mà có chữ TVB trời. Sao bóng đèn mà để TVB, nó chơi chứ không biết anh em. Tôi thấy trong này là cái gì, là Corolla, Corolla rồi gì đây, Corolla E. Ở dưới có chữ Kepman, Kepman là của Đức phải không ta, phải không anh em? Thì nói chung là gì, cái rồi có chữ Australia nữa chứ. Đây nè, ngay đây nè, có chữ Australia nè. Ủa cái điện thoại cụ bắp mà cũng lấy nét rõ quá anh em ha. Ê, điện thoại cụ bắp mà cũng lấy nét rõ nè. Rồi, thì nói chung thôi, không nói dài, nó dài, đâm ra nó bậy. Thì bóng đèn này xài cho xe Honda là ok lắm nè anh em ạ. Ha, anh em nào đi quay hay là LRS, VS đồ gắn cái này rất là ok. Muốn mua được cái này, anh em cứ ra ngay chỗ bán đồ xe hơi đó, bán cho tôi một cái bóng đèn mà bia Tiger, bóng đèn H4 cái gì đây, Tiger đây. Anh em mà xem chụp màn hình lại ra mua về gắn vô, sẵn choay loa luôn ở nhà, mà cái này mà đi điện bình còn sáng nữa. Thôi, bây giờ mình sẽ đi kiếm cái cọng dây điện mà test cho anh em coi nha. Đây, dây điện đây. Cái bình đâu rồi? Bình đây, bình lùng nha anh em, bình lùn. Làm nhanh à, lát nữa còn đi phát trực tiếp cho mấy thượng đế của tôi xem nữa nha.
Sinh ra là để phục vụ chứ không phải sinh ra là để cái gì u á, không biết nha. Sinh ra là để phục vụ chứ không phải sinh ra là để mà coi như đi chu du thiên hạ. Chu du thiên hạ chút xíu nói tầm bảy tầm ba tầm lum tà la, đúng là thiệt thiên đinh. Bảy sinh ra là để phục vụ chứ không phải sinh ra là để cái gì u u a chu du thiên hạ thật mệt ghê, là đi chơi đó. Sinh ra là để phục vụ chứ không phải sinh ra là để đi chơi. Trời khổ ghê, lớn tuổi nó liệu nó lão tùm lum tà la, cộng trừ gì cái này không quan trọng nha anh em. Hai cộng trừ kệ mày đi. Thì trước khi test cái này thì mình lấy thử cái bóng đèn thường mà mình hay ghim để mình thử sạc cho anh em xem nha. Đây có rồi, cái gì mà U là hiệu điện, thế Y là cường độ, dòng điện, R là điện trở. Cái gì mà tùm lum tà la tá lã âm sèn, học rồi cũng chia cho thầy, bỏ cho thầy hết rồi, tạm thời hết vậy đi. Thì nói chung là cái này là 12 35W. Hai anh em 10 nó là cái bóng này là bóng đó 12-35W. Bây giờ mình găm vô coi, đây mình đã đấu sẵn rồi, ghim vô thử. Bóng này mình hay thử chơi cho nó vui mà. Sáng cũng choái ló luôn anh em. Thực chất á, khi anh em xem video thì là rất là khó phân biệt ha. Rồi cái gì mà U bằng Y chia cho cái gì đó, trời ơi tôi nói thiệt tôi cũng không biết cái gì hết. Ông nào mà rõ giỏi về vật lý thì nhất là cái ví dụ như tôi, trên kênh của tôi là có ông Tống Cường giỏi điện lắm anh em, giỏi lắm á, cha giỏi lắm á, cha đó là ấy chà, tôi cũng học lỏm chút đỉnh, tôi cũng quăng lại cho thầy cho cô. Giờ cuộc sống nó buông ba mà thì tôi không biết, tôi thấy cái nào nó sáng, thấy nào nó ngon chia sẻ cho anh em xem nha, hay nghe dở bỏ. Rồi ok, thì bây giờ là hai cái cọc mình đã quy, đứa nào nó dương đứa nào nó âm gì đó kệ nó đi, không quan trọng. Đấu vô riêng cái bóng ba chân này nha anh em, cái bóng ba chân này là nó không có liên quan tới phần này đâu nha, nó chỉ có ba chân này thôi, một cốt, một pha và một mát. Cốt pha là lửa, cái gì nữa, cốt pha là lửa còn chân lại là mát chứ gì. Đúng rồi, giờ thì anh em cứ thử thôi, chập một dãy vô đây một chân, còn lại một que đây mình quẹt ha. Rồi giữ ra đi, mình quẹt mà nếu mà hai chân kia, cái bóng đèn nó có hai tim đúng không anh em, một cái sân cao một cái sân thấp gọi là cốt pha, thì mình nếu mình châm vô á mà nó sáng rồi, ví dụ như là bây giờ mình châm vô mà một tim cao sáng rồi mình châm này một tim thấp sáng là ok, mình đấu đúng rồi thì mình vẫn giữ một cái chân bên đây ha. Còn nếu tại điện này điện mình nó quy điện một chiều, còn khi mà đấu vô điện xe thì anh em cũng làm vậy thôi, cứ kiếm một cái chân mát đấu vô một chân trong ba chân bất kỳ, chân còn lại thì anh em cứ quẹt quẹt, mà khi nào mà ví dụ như chập chân này nó sáng cốt, chập chân này nó pha, hai tim khác nhau thì đúng, mà nếu mà anh em để sai á thì nó có hiện tượng là một chân nó sáng hai tim là sai nhách. Bây giờ mình ví dụ đi ví dụ nè, mày vô đây đi bưởi, rồi ok chập thí này sáng nè, phum tu cho quân nó xoắn kìa, chó chó lò không thấy gì hết trơn, trời trời quân, ui trời ơi mắc mũi rồi, chờ 5 giây nha anh em, xoắn quá, ui, thiệt tình sáng lắm, chá là mắt luôn anh em. Này nước ngoài là người ta phải đeo kiến đeo đồ vô, nhưng mà mắt của mình nó mạnh lắm, nhưng mà khỏi cần đeo kiến. Tao thử nè, nhức đầu quá, thử trên này chứ. Mày được nè, anh em thấy không, để tôi quay lại để cho anh em thấy nó mờ câm nè, là sao nó sáng hai tim một lúc luôn nè, hai tim một lúc nè. Đây là cái chiêu dành cho những anh em nào mà xe hay đứt bóng đèn là chơi cái chiêu này nè. Đảo lửa có nghĩa là anh em cái bóng ba chân này thường thường nè ha, anh em nhìn nè, rồi đấu cọc mát vô này, rồi đấu hai giây cốt pha chung vô một chân luôn, mày cháy đi còn không cách nào cháy nổi đâu anh em nha, lên ra thoải mái luôn, nó mờ câm mà anh em nhìn trong video thấy vậy chứ mờ lắm nè. Còn chân bên đây nè, nhìn nè, nó sáng nè, thôi tôi không dám nhìn, tôi nhắm mắt cái nha anh em. Ồ
thì chưa. Rồi thôi tắt đi. Đó là đấu sai á. Đấu sai nhưng mà anh em có thể đấu vô những cái xe nào hay đứt bóng đèn hay cháy bóng đèn. Thậm chí là xe quay riêng bình thường anh em chế bóng đèn này vô vẫn được, không sao hết á, chế được á. Rồi cái này là đấu sai. Đấu sai nhưng mà không sao hết á, đảo lửa 2 giây sáng một lúc. Hoặc là có cái cách thứ hai nè. À, nó tới tổng cộng là 3 cách. Bây giờ đấu đúng nè. Vô đây. Rồi cốt pha đầy đủ nè nha. Anh em nhìn nè, hai team sáng với nhau nè. Phum. À, thằng nào cốt nào pha tôi không biết nữa, nhưng mà tôi biết hai chân có chân chăn tắp đánh cao đồng á. Phum. À, phum. Nổ. Thấy chưa. Phum. Rồi hai chân có nghĩa là cốt pha khác nhau. Rồi thì như vậy là cái cách đó là cách thứ hai. Cách hồi nãy là đảo lửa để cho mà hai bóng đèn nó sáng một lúc, hai team sáng một lúc. Rồi cũng có một cách nữa để mà hai team sáng một lúc thì anh em đấu một cái chân vô dây mát đây, còn lại cái team đây nè, anh em đấu chụp chập vô hai chân luôn sáng một lúc nè. Nè chân này, chân A và chân B đây, mình tạm thời mình gọi ha. Vô đó, nó mờ hơn cho anh em coi nha. Ha, sáng hai team một lúc luôn nè. Ở đây mình đang nói là mình đang nói cái bình này là bình một, cái bình ở quy là điện một chiều. Khi anh em đấu vô trong xe gắn máy của anh em là điện xe chiều, nó mờ hơn đó. Ủa sẵn khiếp anh mày. Úi trời ơi. Còn khi mà anh em đấu ở bình ắc quy mà đấu hai team nó cũng sáng như nhau à, nó không có mờ đâu. Đó nè, một team nè, hai team nè, thậm chí là nó sáng hơn. Có nghĩa là cái cách đầu tiên cách đúng á, nói nó hơi bị mâu thuẫn nhưng mà cái cách đầu tiên đó anh em là cách đúng. Còn cái cách này á là anh em câu đúng theo nguyên tắc điện thì nó lại sáng như nhau thôi, nhưng mà nó nhanh hết bình. À rồi ha, rồi à, đó. Hai team sáng liên tục luôn nè anh em. Một team nè, hai team nè. Rồi trở lại vấn đề đấu sai lần nữa ha, hơi rối não, rối não à. Nè đấu sai nè, mờ câm thấy chưa, mờ hơn nè đó, cũng sáng hai team nè, cũng sáng hai team. Ui trời ơi nó nóng nè, lấy tay để lưu tài cho nó mát cái. Ui nè, cũng sáng hai team nè, mờ anh em thấy không nè, đó mờ câm à. Rồi ok, rồi cũng lại sáng hai team và lại sáng chói lóa nè, đỏ nè, hai team nè, tôi không nói láo anh em là nè, hai team nè, bập. Trời ơi là trời, đó hai team nè, nè một team nè, hai team nè, một team, hai team nè. Thôi trở lại vấn đề cũ đi, con bóng đèn này sáng cực kỳ nha anh em, sáng khỏi chê luôn. Rồi ok, kết thúc video, chúc sức khỏe anh em. À, mua bóng đèn nó về gắn vô xe sáng bật cố luôn mà đi, không có sợ gì cháy bóng đen. Ok, bye bye cho anh em nha.